họng. Vào nhà đi con, đi đường mệt không? Dạ thì cũng gặng, à không ạ, để con giúp mọi người. Việc gì khó thì bác để đó con đỡ cho. Vậy thì con chạy ra đằng sau nhà, bắt hộ bác một con gà, rồi cầm lên nơi oanh tiết canh. Làm sao bắt được, bắt được con gà nhỏ phén này, cho biết tay bà. Trời ơi, phải làm sao, phải làm sao. Nhìn mặt con sao lại lấp lép thế này? Dạ lần đầu tiên làm nên là con còn bỡ ngỡ. Thì người ta gái thành phố sao bắt gà. Thôi giờ ra đây phụ bếp cho gì nha. Nhạc sau có gì khó khăn đâu mà một phát đẹp luôn, cần chi phải suy nghĩ. Còn về sau nếu mà đã không biết làm thì ta mang vào sấy khô là xong. Ôi cái gì đấy, sao lấy quay sấy con ơi. Hình như là con này giờ hơi đúng độc lạ Bình Dương. Để bác làm nốt, đi xuống nhà bếp đi con, rồi nấu hộ bác nồi cơm. Đến khổ. Là cứ nấu mỗi người một bát. Hôm nay cô còn bao nhiêu món khác. Vui là chính chứ cũng đâu ăn nhiều. 10 người nấu 10 bát là ok này. Cả ngày thì cũng dễ đợi khi sôi nước xong cho cua vào. Thêm một chút mắm muối và thêm một mỡ rau thôi là xong. Ui giời ơi, cái gì thế này? Cho cả xóm cùng ăn à? Cuộc đời như tan trong bát canh. Thật vô phúc khi vỡ được con này. Không hiểu sao nó yêu được. Trời ơi, phải làm sao? Bao nhiêu thứ muốn điên. Thế ra bây giờ nếu mà có tiền ôm phàn lao phát ra biển nhỉ. Được thế thì nó lại quá là nuột nuốt đi. Dù là ta không giỏi nấu cơm quét nhà, đừng tự ti vì sẽ còn có nhiều việc khác. Người thành công có một lối đi riêng mà, làm hết sức còn việc gì khó ta bỏ qua. Kìa nhìn đi, nó lại báo thêm cái gì. Trời nóng nên chắc là nốt rất đi thì kệ nó đi. Chịu đựng nốt đến chiều nó cũng đi về. Chứ thần kinh đâu mà rước nó làm dâu. Dạ ơi cô chú các anh chị, cùng đàn em thơ ra ngoài sân du lịch. Đồ ăn thức uống con đã lên, hy vọng mọi người sẽ thích. Thực đơn hôm nay con có sữa chua này.